chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ với cả nhà một món ăn chay cũng rất là ngon nữa, đó là món bún ốc chay. Bún ốc chay sau khi hoàn thành có một cái vị chua chua nhẹ nhẹ nè, và nước dùng thì ngọt tự nhiên từ nước dừa tươi, rất là thơm cái rau tí tô nè. Đặc biệt á, cái phần nấm đó cả nhà thì nó rất là giòn, giòn và dai sần sật luôn, chấm kèm với một ít nước mắm gừng chua ngọt nữa thì quá tuyệt vời luôn. Cách nấu cái món bún ốc chay này thì siêu đơn giản luôn nha cả nhà. Bây giờ em xin mời cả nhà mình cùng mang vào bếp nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nấm trước nha cả nhà. Ở đây em có là 200g nấm đùi gà nè. Nấm đùi gà thì mình chọn cái loại nấm đùi gà lớn như thế này ha, thì làm ra cái món ăn nó sẽ được ngon hơn. Em sẽ dùng một cái nấm, em sẽ cắt thành từng lát mỏng như thế này nè cả nhà. Cả nhà đừng cắt dày quá và cũng đừng có mỏng quá nha. Đây em cho cả nhà xem cái độ mỏng của cái miếng nấm đùi gà mình nó như thế này nè. Đó, như vậy là vừa rồi đó. Rồi cái nấm tiếp theo thì em sẽ đem cắt dày hơn một chút xíu nha cả nhà. Lý do mà em cắt dày hơn một chút xíu là đây. Bây giờ mình sẽ lật cái miếng nấm đùi gà lên, mình sẽ nghiêng cái con dao nhẹ ha, mình khứa trên cái nấm đùi gà mình nó như thế này nè. Mình sẽ khứa tạo thành những cái ô vuông nha cả nhà. Cả nhà mình khứa nhẹ tay thôi ha, đừng có để là nó bị phạm qua cái mặt bên kia là được nha. Thật ra thì em muốn tạo hình thêm cho cái món ăn của mình nhìn nó hấp dẫn thôi. Còn nếu mà cả nhà mình làm ăn ở nhà thì không có cần khứa giống của em cũng được ha. Đây là cái miếng nấm mà em vừa khứa xong nè cả nhà. Cái mặt bên kia không hề bị phạm luôn ha. Đó thì chị đó, chút xíu nữa mình có thể dễ dàng mình cuộn nó lại đó. Rồi phần nấm đã xong, bây giờ em chuẩn bị ở đây là hai cây sả, em sẽ đập dập hết. Để chút xíu nữa mình luộc nấm, mình khử cái mùi hôi nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì em có ở đây là một nhánh gừng nhỏ nè, em cũng cắt thành từng lát luôn. Bây giờ thì em đã bắt một cái nồi nước rồi nè. Khi mà nước sôi lim rim á, thì em sẽ cho hết cái phần gừng cắt lát và hai cây sả đập dập vào đây nha. Thì mình sẽ nấu cái phần sả và gừng này á, đến khi nước sôi lên tầm khoảng 1 đến 2 phút để cho cái tinh dầu của sả và gừng nó ra đó cả nhà. Sau khi mà nước sôi lên rồi nè, tầm khoảng 2 phút rồi đó, thì em sẽ cho hết cái phần nấm đùi gà của mình vào đây. Mình sẽ luộc nấm đùi gà này trong vòng 2 phút thì nấm sẽ chín và nó sẽ khử được cái mùi hôi của nấm, khi ăn rất là thơm và giòn ngon đó. Cả nhà mình không có nghe được cái mùi hôi của nấm nữa ha. Sau 2 phút thì cái nấm đùi gà là mình đã được rồi nè. Bây giờ em sẽ tắt bếp nha. Và tiếp tục thì em sẽ vớt cái nấm đùi gà mình ra một cái tô nước đá lạnh. Đó, cái bước này sẽ giúp cho cái nấm đùi gà của mình được giòn ngon hơn đó cả nhà. Em sẽ ngâm cái phần nấm đùi gà của mình trong nước đá này khoảng 5 phút. Sau đó thì em sẽ vớt ra, rồi em để ráo thật là ráo nước nha. Còn cả nhà mình mà muốn làm nhanh á, cả nhà dùng cái khăn giấy đó cả nhà. Cả nhà thấm cho nó khô ha, thấm từng cái miếng nấm đùi gà của mình á, cho nó thật là khô ráo nha. Sau khi mà nấm của mình được khô ráo rồi, bây giờ mình sẽ đi cuộn nấm nha. Bây giờ thì em sẽ cuộn cái miếng nấm mà mình không có khứa trước nè. Thì cái miếng nấm mà mình không có khứa thì nó hơi trơn, cả nhà nó sẽ khó cuộn hơn cái nấm mà mình khứa nha. Và cả nhà mình nhớ là cái lúc này nè, thì mình cuộn cái nấm cho nó chặt tay một chút xíu nha cả nhà. Thì khi mình ăn á, thì nó sẽ được dẻ chắc, sẽ ngon hơn ha.
Sau khi cuộn xong thì em sẽ dùng một cái xiên que đó, em sẽ xiên ngay cái đầu mối của nó nè. Đó, cả nhà thấy em làm ha. Hoặc là cả nhà mình cũng có thể sử dụng cái cây tăm xỉ răng cũng được nha. Do cái xiên que nó hơi dài đó cả nhà, bây giờ thì em sẽ bỏ bớt đi một cái phần đầu của nó nha. Đó, như vậy là để cho nó ngắn lại để mình dễ sơ chế hơn. Rồi tiếp theo thì em sẽ cuộn cái miếng nấm mà mình đã khứa nha cả nhà. Do cái miếng này nó dày hơn và nó có độ ma sát á, thì khi mà mình quấn nó rất là dễ luôn nè. Và nhìn nó cũng rất là đẹp mắt nữa. Cứ như vậy mà cả nhà mình sẽ cuốn đến hết cái phần nấm còn lại nha. Như vậy là em đã vừa cuộn xong ba cái cuộn nấm rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy rất là đẹp mắt đúng không nè. Bước tiếp theo thì em bắt cái chảo lên, cho vào đây là một muỗng canh dầu ô liu và một muỗng canh màu dầu điều. Do nhà em sử dụng cái dầu ô liu á cả nhà, còn cả nhà mình ở nhà đó thì mình có thể sử dụng bằng dầu ăn thông thường nha. Sau khi mà dầu nóng thì em sẽ cho một ít hành và tỏi vào đây mình phi thơm ha. Cả nhà ăn chay kiêng ngũ vị tân thì mình thay thế bằng boro nha. Sau khi mà hành tỏi của mình đã thơm rồi thì cả nhà mình nhớ giảm nhỏ lửa lại hoặc có thể tắt bếp, tránh những trường hợp hành tỏi nó bị cháy khét đó cả nhà. Rồi sau đó thì em cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê bột nghệ và 1/3 muỗng cà phê hạt nêm chay. Bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần nấm của mình vào đây nè. Để cho cái phần nấm của mình nó được thấm cái màu của dầu điều và bột nghệ đó cả nhà, nó có được một cái màu vàng đẹp mắt hơn. Thứ hai nữa, khi mình đảo trên lửa như thế này nè thì nó sẽ giữ được cái cuộn nấm của mình á, sau khi mình lấy cái cây xiên que ra thì nó sẽ không có bị bung cái cuộn nấm của mình ra nha. Bây giờ cả nhà mình đảo sơ trên bếp tầm khoảng 1 đến 2 phút nữa cho nó vàng đều hết hai mặt cái phần nấm của mình thì mình tắt bếp được rồi ha. Bây giờ thì em sẽ tắt bếp nè và mình cho nó ra dĩa nha. Nấm đã được cho ra dĩa rồi nè, nhìn hấp dẫn quá ha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn em bung cái cây nấm của mình ra nè. Đó, những cái cuộn nấm á, nó không có bị bung ra ha. Đó, nó giữ được cái nguyên hình dáng của nó nè cả nhà. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ thì em sẽ nói đến cái phần tổng nguyên liệu mà mình nấu cái món bún ốc chay nha cả nhà. Ở đây thì em có cái phần nấm mình vừa chuẩn bị xong nè. Đó, rồi tiếp theo thì em có đây là 200g nấm rơm và 200g cà chua. Cà chua cả nhà lựa cái loại mà cà chua chín đỏ như thế này nè. Và mình cầm á, nó còn cứng tay á, nó tươi mới là được nha. Và em có tiếp ở đây là một ít hành lá. Cả nhà có thể thay thế hành lá bằng bơ rô cũng được nha. Và em sử dụng tiếp theo ở đây là 100g đậu hũ bi. Đậu hũ bi này thì mình ghé mấy cái quầy đậu hũ gia truyền đó cả nhà. Người ta cắt nhỏ rồi người ta chiên sẵn cho mình như thế này nè. Kế tiếp thì em có sử dụng ở đây là một ít chả chay nha cả nhà. Chả chay thì mình sử dụng loại nào cũng được. Hoặc là mình không có thì mình không cho vào cũng được nha. Kế tiếp thì em có đây là một muỗng canh mắm rút chay đó cả nhà. Thì cả nhà mình chưa biết cái cách làm mắm rút chay tại nhà như thế nào thì em sẽ để cái link hướng dẫn cách làm mắm rút chay tại nhà ở dưới phần bình luận video này nha. Em có tiếp ở đây là 50g me. Me này là không có ướp muối nha cả nhà. Me này em mua của cái cô ở cạnh bên nhà đó. Người ta bẻ me chín xuống rồi lột vỏ bán cho mình luôn đó. Rồi em có tiếp là một ít tỏi băm và hành tím băm nè.
Không thể thiếu đó là bún tươi. Cả nhà mua bún tươi ngoài chợ về thì mình nhớ trụng lại với nước sôi để loại bỏ cái chất bảo quản nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì em có ở đây là 1 lít nước dừa tươi, cái loại dừa nấu nước ngọt. Cả nhà không có dùng nước dừa tươi thì cả nhà mình có thể thay thế bằng nước hầm rau củ quả nha. Cái phần rau ăn kèm thì em sẽ sử dụng ở đây là rau muống bào nè, và một ít giá, kèm thêm một ít rau xà lách, và đặc biệt là phải có rau tía tô nha cả nhà. Không thể nào mà thiếu cái rau tía tô này được ha. Cái món bún này thì mình sẽ chấm với lại nước mắm gừng ha. Và để cho ra một cái chén nước mắm gừng sánh đậm như thế này thì em có để công thức chi tiết ở trên màn hình á, cả nhà mình có thể tham khảo nha. Xà lách và cái rau tía tô thì em sẽ đem đi cắt nhỏ nha. Cả nhà mình cũng có thể ăn thêm vài loại rau thơm nữa, giống như rau kinh giới nè, hoặc là các loại rau húng cũng được ha. Hành lá thì em chỉ sử dụng cái phần đầu hành thôi ha, và em sẽ cắt đôi nó ra. Cái phần cà chua này thì em sẽ chia đôi nó ra nha cả nhà. Phần nữa thì em sẽ cắt thành từng lát mỏng nhỏ nhỏ, và phần nữa thì em sẽ cắt mướp câu ha. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ mình bắt tay và mình nấu nha cả nhà. Em cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ô liu nè. Tiếp theo em sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh màu dầu điều. Sau khi mà dầu nóng thì em sẽ cho hết cái phần hành và tỏi băm vào đây. Mình xào lên đến khi nào mà mình nghe được cái mùi thơm á, và cái tỏi với hành tím của mình săn lại là được ha. Rồi tiếp theo thì em cho hết cái phần cà chua mình cắt nhỏ vào đây nè. Cả nhà mình sẽ xào với lửa nhỏ đến khi nào mà cà chua của mình nó nhừ ra như thế này thì mình sẽ cho vào đây là nước dừa tươi nha. Em cho vào đây 1 lít nước dừa tươi kèm thêm là 800ml nước lọc. Vậy tổng cộng sẽ là 1 lít 8 nước nha cả nhà. Thì mình nấu cái nồi bún này ra cho tầm khoảng 3 đến 4 người ăn ha. Bây giờ thì mình sẽ đợi cái nồi nước của mình nó sôi lên ha. Khi mà nó sôi lên như vậy nè, cả nhà đừng có vội vớt bọt nha. Từ từ nha cả nhà, nếu mà cả nhà vớt hết cái phần bọt này á, thì cái màu dầu điều ở trên mặt á, nó sẽ đi hết theo cái phần bọt ha. Rồi bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần nấm rơm vào đây nè. Tiếp theo thì em sẽ cho 1 muỗng canh mắm rút chay vào đây. Cả nhà không có mắm rút chay á, mình có thể thay thế bằng mắm đậu, hoặc là không có mắm đậu nữa thì mình thay thế bằng một miếng chao nha. Rồi gia vị thì em sẽ nêm vào đây là 2 muỗng rưỡi canh đường nè, rồi 2 muỗng rưỡi canh hạt tiêm chay, 1 muỗng rưỡi cà phê muối hạt. Bây giờ thì em mới vớt bọt nè cả nhà. Đó, mình sẽ vớt bọt thì mình sẽ thấy được cái lớp màu dầu điều nó nổi trên mặt nha. Và cái màu dầu điều này á, em thấy cái màu nó chưa được đẹp lắm nè, thì em sẽ cho tiếp vào đây là 2 muỗng canh đó nha. Thì tùy vào cái cả nhà mình thích cái màu sắc á, nó đỏ nhiều hay đỏ ít mà cả nhà mình có thể gia giảm lại cái lượng màu dầu điều ha. Và kế tiếp thì em sẽ cho luôn cái phần đậu hũ vào đây. Sau khi cho đậu hũ xong thì em sẽ lược me vào đây luôn nha cả nhà. Thì cái me này đó tùy vào cả nhà mình thích cái lượng chua nhiều hay ít mà mình có thể lược cái me này nó lâu hoặc là nó nhanh hơn của em nha. Nhưng mà cả nhà lưu ý là nó không phải chua giống như là canh chua nha cả nhà. Nó chỉ tạo một cái mùi, cái vị chua nhẹ nhẹ thanh thanh thôi chứ không phải là nó chua ái nha.
Sau khi mà lượt me xong á, thì em sẽ cho tiếp vào đây là một muỗng canh nước mắm chay nè. Bây giờ mình sẽ đảo đều nó lên và cả nhà mình có thể nêm nếm lại một lần nữa và mình sẽ ăn được rồi đó cả nhà. Bây giờ mình dọn bún lên nha. Em cho hết cái phần bún vào tô, rồi cho chả, cho đậu hũ, cho nấm vào đây. Rồi sau đó thì mình chan nước lên ha. Sau khi chan nước xong thì mình bắt đầu cho cái phần nấm đùi gà lên nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì em sẽ cho lên đây một ít rau xà lách và rau tía tô nè, kèm thêm vài cái đầu hành lá, vài cái lát ớt. Cho tiếp theo là một ít hành phi nữa nè, và một ít tiêu nữa thì xong rồi đó cả nhà. Bún ốc chay không hề khó làm đúng không cả nhà? Chỉ có cái là mình hơi tỉ mỉ ở cái phần mình làm nấm thôi. Nhưng mà nấu thì rất là nhanh, tầm khoảng 10 phút là xong cái nồi bún rồi. Đó, thì cuối tuần hay là lúc nào mà cả nhà có thời gian á, thì nên đổi khẩu vị cho cả nhà mình bằng một cái món bún ốc chay này thì ngon vô cùng luôn. Đặc biệt á cả nhà, cái phần nấm á, khi mà mình gấp cái cuộn nấm lên mình chấm với nước mắm gừng á, ta nói hết sảy luôn nha. Em xin cảm ơn cả nhà nãy giờ đã bỏ thời gian xem hết video này của em nha. Và nếu như mà cả nhà mình thấy yêu thích cái món ăn này thì cho em một like, share và một lượt đăng ký. Và nhớ bấm vào cái chuông để là người đầu tiên nhận được thông báo khi mà em ra video mới nhất ha. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Bye bye!